Cái bút này bẩn rồi đấy, biết là xong rồi lo cho bạn một cái xì luôn đúng không? Đang được planning là các hoạt động mà nó thế này đến giai đoạn 2018 nó không còn dùng tài liệu này nữa. Nó chỉ đưa ra ví dụ thôi, nó không dùng tài liệu chính xác của bên nào nữa, cách nó thay đổi. Planning thì thường là nó sẽ lập để tôi giải thích estimation trước rồi planning sau đã. Các bạn dở đến cái chỗ mà 5.2.5 này này, thì tôi giải thích 5.2.5 trước. Planning sợ là không gọi. Có một câu hỏi liên quan đến test planning có trước hay là estimation có trước? Chào các bạn. Tại sao các bạn biết được dự án đấy nó phải có 3 người? Sao các bạn biết tại sao tháng đến tháng 9 nó phải kết thúc? Quy trình của cái việc lập kế hoạch là bao giờ cũng estimation trước. Sau đó thì mới đến test planning. Nên nếu như tôi có dạy estimation lên trước cũng được, không sao cả. Bởi vì là để xuống dưới nhiều khi các bạn nhầm với việc là estimation thì sao. Cái sách nó là để như vậy đó. Nhưng mà các bạn cần phải hiểu rằng đây là thuộc về quay lập kế hoạch. Estimation không phải là một task của test planning, mà nó là một task của cái quay, người ta gọi là planning quay. Đây là kiến thức của CMMI, kiến thức quản lý dự án. Được chưa? Phase có nghĩa là cái giai đoạn đó, nó ngồi để lập kế hoạch dự án, chuẩn bị và lên các cái xác định các task công việc cho dự án, lên kế hoạch và trao đổi với khách hàng. Được chưa? Còn các bạn thì thường hay vào cái phase gọi là phase triển khai, được phase làm việc rồi. Đi qua mình nhìn ra mình thấy là phase xong chốt xong rồi. Còn cái phase này là phase bắt đầu hợp đồng, ước lượng, đủ mọi thứ. Thì để mà biết được dự án có bao nhiêu người và thời gian làm bao nhiêu thì estimate phải cung cấp các cái tham số sau. Nó gồm có 4 tham số sau hết luôn. Nó gồm có 4 tham số sau. Nó gọi là 4 cái parameter của estimation. Ví dụ xây nhà. Để biết cái nhà này 70m² xây lên 5 tầng hết bao nhiêu tiền, cần bao nhiêu thời gian thì người ta phải biết xác định được tiền như sau. Một là size của ngôi nhà. Cần phải biết ngôi nhà to nhỏ khác nhau, đúng không ạ? Giống như size dự án đấy. Thì bây giờ size của nhà này 70m nhân xây 5 tầng size bao nhiêu? 350 cm. Móng với cầu thang có hệ số khác. Ông xây dựng ông biết cái hệ số này đấy, bởi vì móng làm việc vất vả hơn, đúng không ạ? Và cầu thang cũng tốn vật liệu hơn. Đấy thì ông sẽ tính lên tỷ lệ, tôi cộng thêm 100 cái nữa, 100m² nữa thì nó thành 450 cho nó tròn. Thì đây gọi là size của xây nhà. Sau khi ra size xong thì nó sẽ ra được cái gì các bạn? Ra được cost. Tại vì là chi phí trung bình của cả vật liệu và nhân công người ta tính được. Người ta xây hàng nghìn dự án thế là sao mà không tính được, đúng chưa? Là gồm góp các cái dự án dữ liệu vào để tính ra thì ta trung bình ở cái vị trí này nâng công đắt, đúng không ạ? Vật liệu trở vào từ phí một nên là người ta tính là 6 triệu 1m², còn ở bên nhà người ta chỉ tính 4,5 triệu thôi. Bạn cứ hỏi là ông xây dựng mà đem ra hết chi phí này ấy. Thì bây giờ 6 triệu với cả nhân cái thằng này sẽ là bao nhiêu? Mọi người 4 x 2 24 20 mấy 27. Tức là
ông này ông chuẩn bị 22 tỷ 7 đi để xây cái nhà này. Đây là chuẩn bị thôi đúng không, không phải chúng ta trả, thì về sau chúng ta sẽ trả dần nhưng mà chuẩn bị mà đi vay ngân hàng là gì ạ? Nó này tiền để mà xây thì ra được chi phí chỗ này tỷ nữa nhỉ, xưa đúng không, thêm cộng lắm sau khi có xong thì nó có chi phí nhân công vật liệu trung bình mà, nhưng mà về sau khi làm thì đâu người ta sẽ trả đấy. Giả sử như nhân công vật liệu tôi bán khoán cho công ty và tôi sẽ tự mua thì lúc đấy tôi sẽ trả từng phần, cái tiền này để tôi chuẩn bị sẵn sàng thôi, làm cái bác sĩ thì tôi sẽ trả cho trả dần cho tất cả các bên thôi. Còn ông nào mà nhàn đất đấy là thuê chọn gói là cứ thế 6 triệu nhân mét vuông đấy là chọn gói. Có xong thì ta đi gì, thời gian đúng không, tháng mất bao nhiêu lâu, bao lâu, giả sử như mà làm cái này bình thường là hết 10 tháng, nhà nó to đúng không, ông ấy làm từ lúc mấy công trình nhưng mà ông làm nó không khoảng 10 tháng, nhưng mà ông chủ nhà ông muốn về ăn Tết sớm không phải khoảng 6 tháng thôi, thì cái gì tăng cái giảm cơ mà, người tăng lên tham giảm của ông đúng không, ví dụ như ông này ở 6 tháng thì người sẽ làm sao, đang từ 8 người tăng lên thành 12 người. Nhưng vậy là nó mới biết được cho các bạn bao giờ kết thúc đúng không, và bao giờ cần bao nhiêu người đúng chưa. Ok các bạn, cũng cái estimate này mà các bạn thử estimate cho cái việc đi phượt mà xem, dự án đi phượt này nó cũng tắc như vậy. Ví dụ nhá, đi phượt từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh, hôm nọ tôi vừa làm cái độ ấp van ạ, thì nó có sai là 1700 km. Bằng cách nào tôi tính được cái này? Tôi tính trên bản đồ. Bản đồ mà, đúng không? Bây giờ tôi cần phải tính ra những cái tham số còn lại. Ví dụ như người thì tôi phải tính rồi, đấy là số người mình đi rồi, đúng chưa? Nhưng bây giờ tôi cần có chi phí, và đây quan trọng nhất là tôi cần có số ngày và cost. Ngày, có phải tôi tính rằng bình thường 1 giờ thì đi được bao nhiêu? Với vận tốc trung bình là mấy? 50 cho nó tròn. Một ngày đi được mấy tiếng? 6 thôi, đi hết cả giờ à. 300 km. Đúng chưa các bạn? Một ngày đi được, đây là một đây. Thế bây giờ thì tính ra bao nhiêu đây? Chia ra, đúng không? Ra được bao nhiêu? 17 chia 3. 6 ngày chờ đúng không? 6 ngày cho nó xong xanh, đừng mua bánh nữa em xuống quá, bởi vì nó có phải nghỉ. Lúc thì có 200, lúc thì 300, như vậy là cho 6 đây. Xong rồi đến chi phí. Tăng xe ăn uống, cứ cho là nhà bút khoảng 500 nghìn một ngày, tiền ăn hết khoảng 500 nữa, tăng xe hết khoảng bao nhiêu? 300 nữa đúng không? Bắt cô lên khoảng 300 nữa để nữa nó bị xảy ra lên thì được. Khoảng triệu mấy rồi, cho là 1.8 đi. 1.8 nhân 6 ngày. Thế là lo chi phí, đúng chưa các bạn? Đấy thì tất cả các bài toán về về việc xây dựng dự án thì bao giờ người ta cũng ra bốn tham số này. Toàn bộ các loại dự án đều phải bốn tham số này. Xong đó thì nó mới vào trong lập kế hoạch. Thì trong lập kế hoạch là chúng ta biết sẵn người rồi. Biết sẵn là bao giờ mình phải hoàn thành rồi. Thì lúc đấy chúng ta mới bảo là thì lúc này khách hàng này nó bảo không thấu ngày đâu, dài quá. 5 ngày thôi. Ép, luôn bị ép đúng không các bạn? Bạn làm dự án nào cũng là bạn thừa biết cái chuyện ép được rồi. Chi phí bị ép, ngày cũng bị ép. Lúc đấy lại phải tính như thế nào để làm sao? Làm thế nào để hoàn thành được trong năm này? Làm nào đi được trong năm này? Làm thế nào để chi phí ít nhất như thế này? Mà vẫn sống sót đến được Hồ Chí Minh. Lúc đấy mới làm sao? Phải suy nghĩ một cách cẩn trọng và lên chiến lược. Thì cái chiến lược test đấy nó làm sao? Lên đi. Suy nghĩ trong planning là suy nghĩ nhiều nhất để chiến lược thực hiện, còn lại là gì, còn lại ngân sách với cả ngày nó cho hết rồi, bây giờ phải nghĩ. Giả sử như các bạn 5 ngày thì các bạn nghĩ thôi ngày đầu tiên mình cố đi 8 tiếng đi, những ngày đầu nó còn khỏe đó ạ, chạy một mạch đến Huế à, không Đà Nẵng luôn. Sau những ngày sau là sao, nó còn đường núi và dốc chậm dần đúng không ạ, cố làm sao về đến năm đấy là chiến lược đấy. Còn chi phí nữa, chi phí bây giờ là bút giá rẻ nhất đúng không ạ, nhà cửa giá rẻ nhất, còn lại những cái khác ở chi phí cho đường đi đi đâu đấy, thì
chiến lược của các bạn chính là làm tập rèn ạ. Việc mà chúng ta thiếu budget và thiếu chi phí là thường xuyên, nên kế hoạch mà để hoàn thành được đúng cái dự án này các bạn cứ phải suy nghĩ. Chứ còn xông xây ra là cho các bạn 7 ngày rồi bảo em cầm luôn thẳng 20 triệu đi cho nó xông xây thì thôi, đã phải nghĩ thần không phải nghĩ gì nữa. Đó là cái chúng ta đưa ra đấy ạ, khách hàng đưa ra. Rồi, đã hiểu sơ qua về cái này chưa? Mục đích chính của estimation là đưa cho chúng ta những cái tham số đầu vào này. Còn mục đích chính của planning là từ cái tham số này lên được kế hoạch và lên được chiến lược thực hiện, làm sao cho nó đạt được đúng mục tiêu. Mục tiêu của các bạn là làm phải hoàn thành xong cái design này của dự án, có nghĩa là phải đi hết con đường. Và tiêu làm sao cho nó nằm dưới budget ấy, đúng không ạ? Thì nó mới có lãi. Còn nếu như các bạn tiêu quá lên thì mất lãi, đúng chưa? Anh vừa phải thế. Thời gian phải bàn, đảm bảo bàn giao đủ thời gian cho khách hàng. Đấy chính là cái mục tiêu mà nằm trong cái định. Bây giờ quay trở lại sản phẩm product. Thì thực ra mà mình tính đi phượt hay mình tính xây nhà thì nó có sai rồi. Nhưng sản phẩm thì mình có sai không? Rất khó. Tôi nghiên cứu tất cả các thể loại các phương pháp để estimate rồi. Ngày xưa làm toàn với các PM thì tôi khẳng định với các bạn rằng tách ra thành các cái task công việc, sau đó estimate theo dạng men day và men month là ngon ngành nhất rồi. Nhớ cái men day, men day như thế này không? Một người làm việc trong một ngày ấy, một người làm việc trong một tháng ấy, một task này khi các bạn ước lượng task đấy có biết của ai đâu. Thì các bạn phải ngủ ước lượng trung bình, tùy dựa vào độ khó, độ phức tạp của từng task mà bắt đầu làm sao cho nó lên to lên hoặc là xuống thấp, đúng không ạ? Nhưng estimate làm sao cho vừa phải chứ không quá khách hàng nó bắt làm đi làm lại đấy đó. Mà vẽ task ra mà không đủ thì mình vẫn mặt vì mình thiếu, đúng không ạ? Còn vẽ nhiều quá mà không hợp lý là khách hàng mình không đồng ý cho các bạn làm dự án đó. Nên là có hai kiểu dự án thường là quá trình các bạn ước lượng theo men day men month. Mà sau rồi men đây men mang ra được chi phí các bạn có đấy, chỗ chi phí này chỉ có bên hành chính như kế toán biết rồi, các bạn không biết đâu. Có những công ty men mang của nó là 20, 30 hay 35, công ty của Nhật Bản nó là 70 triệu còn men mang có giá khủng rồi đấy, tính ra hết rồi. Thì các bạn thì không biết, các bạn chỉ cần biết con số men đây men mang rồi, đúng không ạ? Rồi các bạn sẽ ra được cái thời gian làm việc, rồi ra được cái gì duration đấy, tham á, đúng không ạ? Giá con người từ cái này. Thế bây giờ làm nào để ra được men day men month? Làm nào ra được men day men month? Hay. Sorry các bạn tí nhé. Alo. Lát nữa tôi gọi lại cho nhá, đang dạy học. Miền Nam không hỏi nữa. Cho là những người này nước online sắp vào Đà Nẵng lại còn gần nữa. Thì gần hết giờ rồi, cũng không kịp nữa để tôi giới thiệu qua cho các bạn thôi để các bạn có thể đọc được. Là nó có hai cái phương pháp để thực hiện estimation, đấy là metric based và expert based. cái upload đó. Upload là cái kỹ thuật để chúng ta thực hiện ạ. Thì một là metric based. Metric based là dựa vào cái dữ liệu lịch sử. Historical data. Để mở ước lượng, người ta gọi là metric based. Một là dựa vào dự án cũ, tương tự để ước lượng. Hai là dựa vào các cái dự án mà nó đã đóng, lấy số lượng càng lớn càng tốt, nó đỡ bị đánh giá sai số. Ví dụ ví dụ như là nếu như thống kê của 100 dự án đã đóng, được chưa? Là công ty thì cứ các dự án đã đóng là bắt đầu mang số về đánh lý, thu thập nó vào thành cái dữ liệu để đánh lý để cho các dự án khác tham khảo ấy. Thì người ta thống kê của 100 dự án đóng, người ta phân tích ra rằng project management là các hoạt động liên quan đến lập kế hoạch học hành chiếm 10%, liên quan mình đi lớp mình 15%, đi dai 10, code 25, test 35. Nhớ test ở đây là cũng có cả review và testing,
cả lương index integration đầy đủ các thể loại, tốn cho các bạn tốn đấy, nên là viết thì ít nhưng mà review và test thì nhiều đấy, đúng không? 30%. Quality assurance là liên quan đến process các loại dữ liệu 2.5, CM 2.5, cả đống đấy là 100 rồi. Được phép buffer thêm 10% rủi ro nữa, tức là nhỡ mà trường hợp dự án mình nó làm sao, nó không, nó có rủi ro, quản lý cấu hình configuration management liên quan đến new code với cả quản lý số code đó. Thì bây giờ nếu như có một dự án mới mà phát sinh thì người ta thấy rằng là người ta bắt đầu ghi ước lượng cho code, tức là người ta chỉ tính toán số lượng dòng code rồi độ phức tạp của code, người ta tính ra được là 1200 portion day cho code. Thì công việc còn lại là nhân chia chéo các hoạt động thiếu lên, đúng không ạ? Cái chỗ này nhân chia chéo đâu ạ? Là ra cái phần còn lại. Có nghĩa là ở đây cái anh coder ấy, anh hoàn toàn ước lượng được về code, nhưng những cái task còn lại anh không biết cách tính ước lượng, đúng chưa? Thì anh ấy làm sao dựa vào code để tính. Các bạn nào mà làm về test thì hay có cái việc này, đấy là cứ test cứ ước lượng đi, sau em mang cái bản ước lượng đấy ra em nhân 2/3 công việc đấy cho tester, đúng nhân 2/3 không? 2/3 hay 1/2 hay 1/2 hay cái gì đó, tức là các bạn cứ nhờ ông đem vào cái ước lượng trước đi, xong mang cái phần ước lượng code của ông ấy bác sang các bạn refer rằng là các hoạt động test chiếm gần này rồi, nó chính là metric 7 đấy, đúng chưa các bạn? À, bên dev nó ước lượng chính xác hơn bởi vì là nó tốt hơn bởi vì nó hiểu về code và kỹ thuật, còn các hoạt động khác thì nó phụ thuộc vào việc code nhiều hay ít thì nó sẽ tốn nhiều đi, đúng chưa? Một trong những cái các bạn hay áp dụng và tôi hay thấy đấy là cứ dựa vào cái bản estimate của code, là xong các bạn ấy nhân 2/3 cái effort đấy lên là làm test giờ test. Còn cái x phần bay cái thằng này thì là dựa trên cái wisdom by owner hoặc là ít chuẩn, tức là gì? Cái thằng này sẽ là tách ra thành từng cái tác riêng biệt, các cái tác nhỏ một, sau đó thì của ai người đấy ước lượng, người ta gọi owner, tác của ai người đấy làm người đấy ước lượng. Thì nếu như của ai người đấy ước lượng thì nó sẽ chính xác nhất với năng lực của bạn và kinh nghiệm của bạn, vì là cùng một tác đấy người này làm ít thì có nhiều kinh nghiệm và người kia làm nhiều bởi vì là chưa có kinh nghiệm ấy, đúng chưa? Thì nó gọi là owner, chuyên gia của cái tác đấy rồi, vì mình làm thì ai làm. Còn một ông nữa là ông chuyên gia là gì? Là nếu như không ai ước lượng thì ông ước lượng tất cả mọi người, và ông này phải có kinh nghiệm để quản trị làm. Thì đó là cái phương pháp gọi là expert base. Thế thôi, tôi nghĩ rằng là chúng ta kết thúc ở đây đã, ở buổi tới nghe nó có vẻ hay ho hơn. Tôi không đưa cái test plan vào đây vì tôi thấy nó quẩy hoạn rồi. Ok chưa, buổi tới chúng ta sẽ học nốt phần chương 5. Nhớ về làm bài tập chương 4, làm hết đi các bạn nhá. Để chúng ta có thể sẽ phải chữa, nhưng các bạn cứ đưa lên trên mạng giúp tôi. Không phải chờ đến lúc này đâu, vì các bạn chờ nó cũng không kịp đâu. Chúng ta phải làm đi làm lại 2 đến 3 vòng liền đấy.